Chào mừng các bạn đến với mô hình xe cao shop. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu sản phẩm Mercedes-Benz ZX Class tỷ lệ 1.27 của nhà sản xuất Gauli. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kép cỡ lớn với hai thanh ngang dày bản cùng logo ngôi sao ba cánh đặc trưng. Bên trên nắp capo là biểu tượng của Mercedes-Benz cùng với hai đường gân mạnh mẽ. Đèn xe được thiết kế vuốt ngược về phía sau rất độc đáo. Đèn sương mù được thiết kế trên lưới tản nhiệt ngay trước bánh xe. Bánh xe sử dụng bộ la răng kép nổi bật chính giữa là logo Mercedes. Bốn phía xung quanh xe là các thanh chống va chạm và bệ bước chân màu bạc cực kỳ nổi bật. Phía sau, đèn hậu được thiết kế dạng thẳng đứng ấn tượng. Tất cả tổng thể tạo nên một chiếc xe bán tải cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ khung xe thì được làm bằng kim loại, phủ một lớp sơn tĩnh điện. Bánh xe thì được làm bằng cao su và nội thất của xe thì được làm hoàn toàn bằng nhựa carbon. Xe thì mở được hai cửa các bạn nhé. Xe thì có hai màu trắng và màu đen. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website carshop.com.vn hoặc fanpage mô hình xe gạch dưới carshop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi gì, các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.